Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Remitano hoặc Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 20% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay, tính đến ngày 30 tháng 9, MicroStrategy đã nắm giữ 114.042 Bitcoin với giá mua vào trung bình là 27.713 đô la. Tổ chức này đã mua thêm gần 9.000 Bitcoin trong quý 3, nâng tổng số Bitcoin nắm giữ hiện tại được định giá khoảng 7 tỷ đô. Thông tin được công bố trong báo cáo tài chính quý 3 được xuất bản vào ngày 28 tháng 10. CEO Michael Saylor cho biết họ sẽ tiếp tục tích lũy Bitcoin. MicroStrategy là công ty đại chúng sở hữu Bitcoin lớn nhất thế giới với hơn 114.000 Bitcoin. Chúng tôi sẽ tiếp tục đánh giá các cơ hội để huy động vốn bổ sung và thực hiện chiến lược tích trữ Bitcoin. Lượng Bitcoin được công ty nắm giữ đã tăng lên 198% kể từ cùng kỳ năm ngoái. Tổng giá trị mua vào trung bình mỗi Bitcoin là 27.713 đô la, tương đương họ đã chi ra 3,16 tỷ đô la. Như vậy, lợi nhuận mà MicroStrategy đạt được hiện nay lên tới gần 4 tỷ đô. Tuy nhiên, khoản tiền này chỉ thật sự trở thành lợi nhuận khi công ty thực hiện bán Bitcoin. Hiện nay họ không bắt buộc phải báo cáo bất kỳ khoản lãi nào trên giấy tờ cho đến khi thu được lợi nhuận thông qua việc bán. Bên cạnh việc lưu trữ Bitcoin, MicroStrategy là công ty cung cấp phần mềm thông minh cho doanh nghiệp, phần mềm ứng dụng dành cho thiết bị di động và các giải pháp điện toán đám mây. Đồng thời, công ty có doanh thu thông qua các dịch vụ đăng ký và cấp phép sản phẩm. Công ty đại chúng nắm giữ lượng Bitcoin lớn thứ hai chính là Tesla của tỷ phú Elon Musk. Hiện tại Tesla sở hữu 48.000 Bitcoin, tương đương với giá trị gần 3 tỷ đô. Lượng Bitcoin này được Tesla mua vào với số tiền là 1,5 tỷ đô. Như vậy, công ty của Elon Musk đang có lợi nhuận 1,5 tỷ đô la nhờ Bitcoin. Đứng thứ ba là công ty Galaxy Digital Holding, một công ty công nghệ ở Mỹ tập trung vào tài sản kỹ thuật số, tiền điện tử và blockchain. Công ty này sở hữu 16.402 Bitcoin với giá trị hiện nay hơn 1 tỷ đô. Họ đã thu về khoản lợi nhuận khổng lồ khi lượng Bitcoin này được mua vào chỉ mức giá 134 triệu đô. Bitcoin hiện nay vẫn bị chỉ trích vì những tác động tiêu cực đến môi trường do hoạt động khai thác tiêu tốn nhiều năng lượng và thải khí CO2. Tuy nhiên, vấn đề này có thể được giải quyết hoàn toàn vào năm 2024 khi công nghệ làm mát chìm có thể tăng tốc độ băm và giảm thiểu năng lượng. Hội đồng khai thác Bitcoin BMC đã tiết lộ về công nghệ làm mát chìm Immersive. Brian Romilly, đồng tổ chức của Around the Coin, đã đăng một bức ảnh về một giàn khoan khai thác Bitcoin đang chìm trong nước vào ngày 29 tháng 10. Bằng cách nhấn chìm các công cụ khai thác Bitcoin trong chất lỏng, nhiệt và tiếng ồn sẽ giảm 95%, thu hồi đến 40% nhiệt lượng và chuyển đổi nhiệt năng thành điện năng. Bitcoin sẽ có màu xanh 100% vào năm 2024. Việc chuyển sang khai thác Bitcoin xanh không chỉ vì lý do môi trường, nó sẽ chi phí cho các thợ đào và cải thiện lợi nhuận. Có thể nói, việc phát triển hoạt động khai thác Bitcoin bằng năng lượng sạch vào lúc này đang là tâm điểm của cộng đồng Bitcoin trên toàn cầu. Trước đó, El Salvador cũng đã thành công trong việc xây dựng một hệ thống khai thác Bitcoin sử dụng năng lượng từ núi lửa. Nếu các hoạt động khai thác Bitcoin giảm thiểu việc ô nhiễm môi trường, nó sẽ nhận được sự chấp nhận lớn từ các tổ chức. Tỷ phú Elon Musk cũng tuyên bố rằng Tesla sẽ chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin nếu hoạt động khai thác hơn 50% đến từ năng lượng tái tạo. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.